mình phải tự tìm phòng đi Kệ thôi. ta, ta không thích thế. À, không không có chỗ để nâng cấp à? Không rồi, ui giời, cái gì phá bắn linh tinh như này. À dưới 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 anh ơi, Trời ơi, dưới đất nó cấp này. dưới dưới này. Cái bàn dưới này. Máu đâu? Ồ, thế nào mình cứ bảo là mời đi, không thấy ông Việt Anh nói gì. Tí chửi. Sao lại đi? Đâu nào, đâu đâu nâng cấp được thêm cái gì. Ui dồi, chỉ thấy còng lưng cầm cái súng cối thôi. Chủ yếu thì về cái gì nhỉ, cái pack à, mình có một cái new pack unlock này, không biết là cái gì. Quyển sổ này là cái gì, pack catalog Infi Armor à, cũng có vẻ Không có vẻ được. có tác dụng. Combo mắc combo timer. Ủa, mình máu đâu nhỉ? À, cái thùng máu đâu nhỉ? Đằng sau À, cái bàn. có rồi. Dồi, Bill ơi, ngáy à? Tôi chưa hiểu các anh bảo là nó còn cái mấy mấy cái upgrade là thêm được cái gì nữa. Nhiều mà chơi đi thì biết. À, tức là nó mở thêm được upgrade gì, tôi thấy đến cái thứ ba là nó đã dừng rồi gì nữa. À, dừng của cái đấy thôi, không mở sang nhiều cái khác nữa. Ví dụ À, upgrade upgrade súng ấy. súng pick cơ mà. À, bách à. Ý, à, mà full. I'm coming. Mới ngủ dậy chưa tỉnh đâu. Bắn phát tình liên mà trời ơi. Súng gì? M44X, M30. Nào, nhiều Nhanh hàng đi. nhiều hàng cho bà cô chăm họ kia. Nhanh đi. Nhanh đi. Tấn 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 Nhanh đi. tấn tấn. Để xấu thế. Cái gì đây? Mấy anh người xương quay xương chứ. Nhanh thế. Lại trồi lên. Đây rồi, có Asian key đây rồi. Con này không, con game này không có cái kiểu lộn lộn nhỉ. Lộn tránh. Vào va cứ đặt va mấy khẩu súng đã mệt rồi còn lộn nữa. Phải lộn cầu vồng. Lại survivor, vừa vào đã survivor. Quay xương à? Ôi sướng. Ôi giời. Ôi giời. Mẹ thằng cha này còn kinh hơn cả Hitler ạ. Tự nhiên lại xuất hiện anh đẹp trai này đấy. Được, lắp Anh máy. này. Lắp mỗi Ui cái tuabin rồi, đấy rồi anh là boss đấy. à? Không bắt đầu bắt anh đồng minh ấy. Thôi thế mình lại làm vào pháp bắn anh luôn. Stop. Complete. Ok. Để anh hoàn thành nhiệm vụ lại phải lower armor À không, anh là boss chị ạ. À, anh là boss.
Nằm mẹ luôn. Nó đã nằm rồi. Ai biết mồm kêu anh đi không, anh la bót xong rồi con xương nó sọc cho phát nằm luôn ạ. Mọi người có thấy ở đâu có đạn không? Ôi rồi có mấy con thùng nổ nhá, xương thùng nổ nhá. Cái thoại gì vậy? Cái gì vậy? Có bắn anh không thì con biết nào. Có. Ai à, bắn vào mấy cái cục kia rồi. Bắn vào. Ui. Đang ngửa cổ bắn thì ở dưới lại coi á. Bật dậy. Ui đông thế. Lâu à mau rồi, đây rồi. Sao bắn điểm chưa, bắn điểm chưa, bắn điểm chưa. Anh điên rồi, anh điên rồi. Chết, mấy thằng sống dai chứ. Ui ui chó này, anh né né thôi, mọi người né thôi. Ôi. Chó. Nhận lấy bom của tao đi, lấy con kia đi. Sao năm à? Hộ ra. Ui. Detroit kìa. Mấy cái cục năng lượng, cục pin của nó mới có 4 trên 6 kìa. Để em đi cho đây. Đấy, còn hai cục, hai cái ngôi sao kìa. Láo nó quẹt, láo nó quẹt, láo nó quẹt. Cho chó người ra đây để ta được e. Nào
Bắn cái máy à? Hay là bắn anh ấy đấy? Ồ, đợi. Ôi giời lại à. Sao sống sót mãi thế? Chạy. Ôi giời ơi. Chạy mẽ vào đúng giữa. Chỗ vòng tâm đỏ là nó bắn đấy. Ừ. Ui ui ai ui cay quá. Ôi, thấy thằng nộp mất đấy. Deep Troy 5/8 rồi, còn 3 cục nữa. Trời ơi. Ồ, đi vô 5 giờ. Bắn nhiều pin của nó rớt lại. Chết mà chưa kịp cho mình tí em. Đó, chết rồi. Kêu 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 kêu. À nó cũng chết rồi. Kinh quá. Kìa. Úi giời, giật. Úi giời, giật mét rồi. Cứu. Đây là xe đi. Đấy rồi. Ơ vừa rồi là DLC à? Đó, DLC mà. Mình đến mission cuối rồi nhá. Cái này là cái cuối cùng.
Time it to hell. Ông kia đi tè đấy. Foundation vào lấy gì? What the hell? Trời, yêu mưu quá. Ai, ai chưa lốt được 100%? Có vẻ em nhanh hơn đấy. Hắn không phải là em. Em bị đít rồi. Ở thể nào mình đang vừa khen là có vẻ nhanh hơn đấy. Nó đít ra phát y như rằng lốt được luôn. Trời ơi. Nhưng mà trẻ cũng lâu thật. Trẻ xong ngày hôm qua. Ôi, mắt này là mắt gì đấy? Ra được vùng miền tuyết rồi. Xương, bộ xương mà tuyết thì hay đấy. Nó phải đổi mới đi. Nó khác bọt. Mới này M1895 này rồi à, khẩu của Hizo. Bắn khẩu của Hizo cho nó ra. Big Show Crossbow này không biết à. Kêu làm gì mà mưu kêu, kêu kinh đấy hả mưu? Không ai lấy máu nữa à? Hizo đã vào đâu? Ừ. Lấy phí. Có cần anh mời không? Không phải nhờ, em có phải chị Phương đâu. Nay phải mời từ đầu đấy. Không được mời từ đầu. Không cần chị nhìn đây này. No ping. Bây giờ ông vào rồi tôi không ngạc nhiên. Không ngạc nhiên. Thì chơi từ đầu rồi gì nữa. Ngạc nhiên làm khỉ gì nữa. Giáo này ra solo mình à? Thôi lại lăn ở đấy anh chị ông cứu nhá. Dặn trước. Rất hay đi là ra đây trước xong một tí đấy quay mà, đi quay lại. Tuổi trẻ nó ở nhà đã mất nóc. Vào game là nó phải. Nhưng bảo là nó mất nóc rồi. Bê tông xây nóc nó chưa khô rồi. Nóc nát hết cả nóc rồi. Hôm nay là xưa các thợ xây ăn mất nguyên vật liệu chị. Nguyên vật liệu bị ăn mất thi công rồi. Một chọn cái này đi. Sao đây? Hizo lại vẫn chưa vào được à? Lại loa đờ tiếng. Anh đi chị ạ. Nhảy cũng dạ nó chết trên kia. Ôi giời còn nửa máu kìa.
Stamina lâu. Lại bình xăng này. Chính xác, nhặt được kia. Ui. Làm tưởng chó. Một bình nữa thôi. What the hell, sao chưa lo? Chưa rút vào đây được này. Ơ, sao chưa ép vào được nhỉ? Đó, chị uống lên này. Đây rồi. Chắc là chuẩn bị quay vậy thì nó mới cho cái súng rồi. Chọn. Lại đi fan đó. Còn dạ. Attack luôn tơ đi máy non phát đi. Kìa, tơ non kìa, dạ. Rồi cho mình mở cái cửa ấy ra đây này. Nó sâu ra đấy. Từ lên cái đài. Mình lên sang cái chỗ đài thắp hòm canh. Đạn ở đâu. Đây rồi, hòm đạn ở đây rồi. Ơ sao cứ loát vào cái DLC này em bị ao ra này. Ui giời. Cứ vào start xong rồi ấy đúng không? Tắt hẳn game này. Mình vừa có một cái pha slow motion. DLC 3 người à. What the hell. Cái DLC 3 người. Sao? Có rút lại câu nói có không phải chị Phương không thì anh còn mời. Ông đứng được ở ở trong hàng ngũ team rồi nhưng mà đếm ngược 3 giây để vào trận ấy thì không vào được nữa. À hẳn luôn. Nó lại ra lobby đúng không? Áo hẳn luôn đấy. Tắt hẳn game đi. Nó lại tắt hẳn game. Nó ao hẳn nữa mà. Nó làm gì còn bật gì nữa đâu. Chị đã. Thế là do máy tính rồi. Toa đây là C. Lâu mà xem nào. Yêu. Vào đi. Bây giờ anh về về anh thử mời em nào. Mời anh mời đấy. Tự nhiên bắt người ta đi qua cầu xong trồi mấy con này lên. Hí. Biết em rồi. Stop playing. Nó vẫn bị bay ra ngoài anh ạ. Disconnected.
Ôi giời. Cứu giáo chị ạ. Ừ, từ. Em bắn á. À đây à. Tôi tưởng nghèo đằng trước. Do không vào được à? Thế start playing xong rồi tịt luôn. Vô rồi. Thì anh đi vào anh với em làm highlight. Bán này không cần vậy. Em đã thử vào một cái chapter khác chuẩn bị không? Quả cưa của ông giáo là không mang lên được nữa rồi. Sniper down. Người mình mà anh phải nói chứ, anh cũng nói tưởng anh bị bính rồi. Máu anh chị. Có cái thằng ấy đúng không? Bắn tỉa đúng không? Đúng rồi. Thằng bắn tỉa. Lắp ở đâu đây? Nè, ở dưới đây này chị. À, đây, đây, à, đây, đây, này. Đây, đây, lắp ở trên này. Ai? Giáo cầm một cái với chị cầm một cái đây. Rồi. Cái kia nhấp nháy như thế chạy đi đâu đây? Oh.
Nó đưa được thằng con lửa. Bắn ngay nách nó. Vừa có clip highlight nhưng mà bấm nhanh quá. Ố. Con dao teo ở đâu thế này? Ôi ôi ôi, từ cái thằng chó ấy đúng không? Đốt lửa. Vào cam tên đấy một mình thì lại vào được, nhưng mà vào một team thì lại không vào được. Thế không nghĩa không, không phải do cam tên. Xung đột với mạng chị Phương rồi. Rồi. Khốn nạn. Biết ngay mà. Lúc chiều mày ra phát thì cũng mày đứng đầu bảng luôn. Thằng này nó ao phát là mình ngon ngay mà. Ôi, nằm rồi, nằm rồi. Còn đứng cạnh cái thằng lửa nữa chứ. Thằng mất dạy này. Nào, định, định đấy sao. Thank you, chạy chạy. Sắp nhanh, sắp refund con này đến nơi rồi đấy. Refund đổi. Alo. Mệt rồi. Hello. Hello, cái gì đây? Ai đây? Ủa, đang chơi game à? Anh nghe giọng giống Siro nhỉ? Phải đâu? Giờ Siro tầm này mà được. Anh Trung, có gì đây? Không biết. Lại. Rồi mà ai mới lên level 31? Tôi mới vừa ngón rồi mới bro. Lúc này của Hà Đoàn đúng không ta? Chính xác. Sao này hỏi cái câu ngớ ngẩn đấy em. Tôi xin lỗi tại vì mới vô ạ. Ok. Đâu nhỉ? À, mới mở thêm một cái lock mới kìa. À, tích. Cái gì đây? Ôi dồi ôi. Ui giời. Video thì ấy đã ra rồi em. Out game nè. Em không vào được. Chịu thôi. Đi thôi. Về xếp room rồi nè. Nào à. Ô. Để ông người này ông đốt bọn này đã. EPQ đi. Lên đây. Yep. Đốt phát lên 62 capon. Ừ, chuột thảo quá. Vừa này. Mấy thằng xuống máy để em. Mấy thằng xuống máy.
đang có đạn nổ. Ai cho mày leo lên đây? Hai thằng xuống máy vãi nhau. Ôi gì mà lại bê lên thế? Cái tiếng của nó mấy thằng điên kia. Mất đi. Đấy đã mất đi. Máu rồi chị Vân. Máu lên. Kìa. Thừa bịch máu kìa. What the hell? Đây. Đập 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 đập. Úi rồi lại thằng lập lập thì tao thì cũng chết rồi. Đây mập đây chứ. Cưa mày. Cưa mày, cưa mày. Cưa mày, cưa mày. Cưa mà ở bên kia. Ôi ừ, chưa kịp e thách đau mẹ tiền đấy. Thằng mẹ ố quỳ xuống rồi, nó quỳ rồi mày. Ok làm cái này đấy.
Úi dồi ôi. Giật cả mình. Bom đạn này. Chắc thương mẹ giờ đừng lòng mà quay nữa. Cho nhiều máu này lại chuẩn bị survival rồi. Nào 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 đừng tránh ra đấy mà kiểu ra đấy này. Rồi trong thời gian đợi thì zone nó sẽ tấn công. Đâu nhỉ? Highlight đâu? Con đang ngồi thùng đạn nào. Thôi chết rồi. Chạy vào đúng máy xay thịt. Ôi ngay giời cửa có cái máy xay thịt sợ quá. Nát bét à. Em với giáo. Kinh quá. Cứ vòng quay xay thịt kia. Rồi ơi mất dạy. Chết mất xác đấy. Lại không đi xuống được là sao? Đợi một lúc rồi nó vẫn bị chịu thôi. Chỗ nào chạy không? Có cần tôi thử thoát ra không nào? Ôi giời ơi. Test thử xem nào, ông vào trước tôi vào sau xem nào. Đằng nào tôi cũng chết rồi mà. Thoát ra đi. Ta chết rồi mà, giáo cũng chết rồi. Giáo nằm rồi. Ở đây. Ông Việt Anh còn tí máu. Mà lại ông giáo lại còn chết ngay cái thằng ấy chứ. Ở đây. Đã, ông Hy Dô vào thử xem nào. Fighting Zombie. Để xem thử mọi người đến mission gì rồi nào. Thế cuối cùng rồi à?
Ồ, mấy cái DLC kia hóa ra là đã đi rồi. Deeper Chính xác. than hell. Ta tưởng mới đi đến 9. Chín là ấy. Hell Machine, tưởng mới đi đến 9. Hóa ra lúc mình hỏi ra là đã đi đến 12 rồi Rồi, cơ. xong rồi. Deeper than hell. Dạ là chưa? Cương sao ra? Thoát rồi. Từ từ. Chờ thằng kia nó vào thử trước xem nào. Tân 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 Nụ cười đã mất. Em mời đấy. Đấy, đang load đi. Ừ, ra được mà. Tại Ra mạng ISO thôi. rồi. Full. Ủa, nó sẽ có thằng này thòi đi. Tay nó ra vậy. Còn bịch máu nào không nhỉ? Còn Suối chứ. ở này chỗ gần nó ra. Ở dưới à, tầng 1. Chả biết nữa. Cứ hiện gì đi. Ôi giời. Đây. Chuột. Gì đây? Nó bảo là reactive cái gì đây? Machine này mày cái con là gặp mày đâu rồi nào. Không thấy có chỉ dẫn gì này. Ngôi sao hay là la bàn gì. Lông lúng nhỉ. Nhưng mà ôi trời ơi, kia cái chỗ này kinh quá. Mấy cái bàn điều khiển này cũng không phải. Thì có safe room đây. Đây. Anh ta. Máy móc ở đây cần mình làm gì không? Ừ.
gì đây? Ở dưới này nó cũng không bảo mình phải làm gì. Machinery. Tìm profile cái gì đấy? Để tiếp thôi. Không thấy có cái gì là file phụ. Bình thường thì nó còn hiện thì còn hiểu à. What? Chỗ nào disconnect hay gì để người ta còn với cái cục này thì nó sáng sẵn rồi. Quái lạ. Ở cái lò phản ứng này thì có cái gì đâu. Đằng sau này làm nào để đi vào đằng sau này nhỉ? Đây chăng? Mấy cục cầu chì gì? Nhiều máy móc quá. Ủa, bọn này nó không bảo mình phải làm gì nữa. Poly đừng đừng. Cũng không có cái gì để nhặt cơ. Cái này thì lỗ hở. Lại gần thì cũng chả thấy có cái gì. Mission lỗi à? Lỗi mà. Sao không cái thằng nào nó đứng tít đằng xa kia, quân đồng minh của mình à? Làm nào chui vào phòng của nó nhỉ? Mình vừa phòng nó ra mà. À kìa. Ở bên kia là cửa safe room kìa. Hãy thử vào phòng nó xem nào. Chắc không phải mấy cái cột đang di chuyển, đang vận hành rất tốt. Nhiệm vụ bất khả thi rồi. Thằng Hiro nó chù rồi. Mấy cần gạt ở đây thì đều xanh lá hết rồi. Vào nó còn chả eo gì cả. Gameplay thôi. Cái chat của mình là tên là gì nhỉ? Cái gì nhỉ? Valet ấy. Cái gì Valet ấy? Din Damnation Valet. À, hộp nước nè. Nắp của cái khác
Đam mấy cái bảng này lại gần ra thì có cái nút gì này. Đấy nó bị nó có hiện nè, của mình có hiện đâu, nó có hiện kiểm tra xem nó là ở đâu. rồi, nó cái máy đi mà, chuẩn nó cái máy luôn mà, Máy nào? cái máy mình đã active của bọn nó này ở ngoài, máy ở ba cái bục ấy, nhưng mà vấn đề là của mình nó không hiện cái gì để mà active. Cái máy đỏ đỏ này này, Xem trước đây bọn nó có đây bắn, này, nó có bắn biết vào cái gì hoặc là nó bom bủng gì không? không loát checkpoint bây giờ chứ lại Tao sao thử chữ ông gái xem nhìn nhá. đây nè, đây ấy hai cái ống lên nè. Nó cái này thì cũng lúc nãy cũng nhìn thấy. Nhưng mà nó thấy tận 3 lần cơ mà. À 3 cái cơ mà. Thì có ba cái mà, Ở dưới này có cái nút điều khiển gì không? Ôi trời trời. ném bom điện vào mà nó còn không lên điện. Em chả ma dích tí nào. Không được đâu, nó hiện nó tìm cái máy đi cơ. Nó chả làm gì cả. Lốt vậy chắc là lỗi. Chị ta checkpoint. Còn chơi khó mà chơi này nhá. Ôi máu. Mở rồi. À quên, em hốt phải nói chuyện với thằng kia lại. Mệt thế. Sao thằng Hizo lại không vào được nhỉ? Hay mời thử xem nào. Mà nó off được gần đâu. Off game gần đâu. Support loem. Đấy đúng rồi, ba cái máy kìa.
Ba người cùng lại chỗ em này, xem có ai tiếp được cái máy này không? À, ra chỗ nào? Không phải chỗ này à? Đấy, giờ mới được. Game lỗi dã man vậy. Rồi đã mất. Ơ, vừa hiện bao nhiêu mét mà? Ở đây. Refill rồi. Nhét tìm cái đây. Nhét 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 mấy cái cục đấy. Ở lại đây. Xây đao ở lại đây. Đen fit. Defend rồi. Bảo vệ cái máy lại. Này này ô dế. Máu này, à. Máu đây đây. Thằng ấy. Ui. 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 Thằng đốt lửa. Mẹ. Đúng là thằng chó. Đã đâu rồi. Nào ấy không? À, bơm đạn không? Ui dồi ôi. Not armor rồi. Thằng chó kìa. Ôi dồi. Nó đốt tôi. Tại sao đốt rồi mày cứ phải đứng trước xác ta làm cái gì? Thằng điên này. Bút ra. Ôi dồi, hai thằng cầm lửa nó ở chỗ mình ạ. Ui tính thật. Này thì cứu làm sao? Có thằng nào đấy không chị? Có. Hết rồi, hết rồi, hết rồi. Mày quá. Ok đã mất mất không có tấn công nào, đừng có đốt tao nữa. Ôi trời ơi, cái gì đây? Ngay cửa đây chị, kẻ giáo thằng lợn này.
đốt này chạy ra từ cho nó hồi ra rồi. Cứu rồi qua. Lại thằng lửa lợn này. Nào. Đừng có đốt tao nữa. Dụ nó đi chỗ khác đi. Được rồi. Ui. Nó lại đứng ở ngay trước. Đi đi. Nó đi đi. Để nó lại cho. Trong máy khác không? Đây đây, máy bên này. Thằng trống này nó cứ hồi sinh ra. Mày gọi hồn à? Đây đâu phải cái máy đây đâu. Ồ, đây. Ba cái mà. Chắc là gọi active từng cái một đúng không? Vâng đúng. À. Rồi nhớ ba cái khác nhở, nó ấy mà. Đã cái này cũng được mà. Với chị Phương đưa ra. Ờ, chỗ này này. Khác gì đánh ba quay. Cái ở giữa có phải nó đang nôn nôn kinh quá. Đấy, try to phone in đây. Ủa, ở giữa kìa, kinh quá. Nhiều máy lắm. Cố gắng đừng ngã con bố ạ, đây rồi. Lại hầu cho ra nó miếu, đừng nghịch vào cái con chuột. Ôi dồi ôi, nó sổ ra ở đây. Ê, đứng chị đứng lên, chị đứng lên. Đang định đi tìm đạn nữa. Giống buồn quá rét quá, ngồi máu cứ sờ soạng nhau này. Ôi ôi, điện giật. Điện đâu ấy? Đằng kia. Ơ, hình như ông già cũng nằm rồi.
Em làm gì? Im thế. Ôi trời ơi. Có hai con súng máy. Lửa khổ. Ôi trời ơi. Em vẫn còn cơ hội lần hai này. Bịt máu kìa ra dạ. Ở dưới chân đó. Đây rồi. Ok. Đây lên đây. Ôi, trang G Blue Tank rồi. Cửa mở ở đâu để mình ra sẵn cửa đi. Chuẩn bị Nữa đi. công rồi đấy. Đây, đây còn máu này chị Phương. Dưới đây máu này. Phía trái, ở phía phải nhỉ? Data rồi. Ui Chị chạy 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 bên bên kia kìa. Nó có dồi. Vãi rồi. Tôi lại ra đúng cái cửa bọn nó xồ ra chứ lại. Ôi dồi ôi, anh mập. Vâng, anh chặt Ôi xác, rồi. anh chặt xác tôi đi. Tôi nhìn đến nách anh rồi. Kinh. À, hóa ra là mình thành à Zombie thế nào? Đây. Ở đây, Chị ở đây. chết xấu rồi. Con lợn này. Lần đầu tiên thành zombie. Úi dồi, còn mập.
Một con mập đã chết. Hai em mập đã chết. Chạy đến chỗ thang máy kìa. Úi giời. Ui. Thang máy ở đâu? Ở dưới. Úi giời. Ở trên kia cũng có mấy cái chữ súng thôi. Bọn mày đi lên đây. Bước mấy bước nữa đi em. Giáo ơi, giáo ơi. Em có nhìn thấy chỗ chị Phương không? Trên này là bịt máu nha. Đâu? Ê, sau lưng à? Bốn bịt hả nó? Khổ giờ lắm thế. Lại có cả mấy thằng quay xương. À, dạ, khiên xương. Thang máy sẽ mở ở đâu đây? Vẫn đang survivor mà, sao thế rồi? Thế rồi, còn mấy con này hết. Đúng. Nào, thang máy ở dưới kìa. Rồi, ba bịch máu, nhìn mà.
ngon ngán lành. Trên kia chứ. Ừ, đâu rồi? Đây, xong rồi đây. Ba trên bốn rồi, cái cuối rồi đúng không? Vâng. Chắc 4 trên 4 là sao? Hunter M1911 unlock mũ Tommy. Màn cuối là thử xem M1911 à súng lục. Ui. Hết việc. Lục thì thôi. Đi thôi. Mới có tìm vậy. Phương ơi. Chạy. Chạy thôi. Thằng chó nào giết ngay mày, gọi người mày gọi trong này móc tim này. Ở giật mình.
Detroit. Bắt rồi. Ôi trời ơi, giáo làm gì đây? Em kẹp phim. Nhưng cho ta kẹp cây. Ơ, cái thằng ấy mà dùng gắm thấy có người có anh thằng tay. Bên tay phải. À đây. Mấy thằng trong mắt nhà ấy là một con cối đâu chứ. Ui, cái nhở. Ê kìa. Nó tránh ra. Súng này thì khỏe nhưng mà bắn không được tạch. Gãi cái tim chắc. Chạy. Chỗ này nguy hiểm quá giáo rồi. Bọn nó ra từ đây. Được cho quả bom rồi. Nổi bọn điên. Ôi, cho chạy lên cầu thang. Chạy đi chị ơi. Chạy ra ngoài ạ. Chưa nhìn được nhiệm vụ gì. Cứ toàn ngôi sao. Nhiệm vụ nó destroy tất cả đấy nhưng mà mình phải đi dưới tầng.
của nó có nhiều lắm. Trời ơi. Nào. Nào. Con không toàn chết nó đắp thịt được nó sao thảo ấy à rồi về đi làm nhiệm vụ thôi chứ bọn này nó dai lắm. Ai? Xem có thằng nào bóc tim không cho nó gọi là lắm đấy mà. Từ cái cửa sổ này cứ ra có một đống. Rồi em phá được một cái. Rồi. À, lên tàu. Lại survival rồi. À, lên. À, thằng cháu kia. Bắn tao hơi đau đấy. Cái này không tiện. Ôi, ôi trời ơi. Cái gì đấy? Ôi, thằng là thịt lợn. Dụ nó đi chỗ khác đi. Tiền sử chưa kịp hồi sinh. Hai thằng thịt lợn ạ. À. Chuyện này bình thường à.
Lại gần e nó. Ôi giời, lại dậy ra. Có thằng nổ. Ôi trời ơi. May quá. Mình vẫn còn cái xe cần. Rồi. Có chỉ thương rồi. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Hai thằng thịt lợn nó hấp diêm. Đã chết rồi, nó còn đứng quanh sát. Giờ ông giáo hết đạn à? Rồi, cụt đi lợn rồi. Đốt. Trời ơi. Thật tiện thế. Chậm rồi. Đúng rồi. Ôi trời ơi. Get to the train. Thôi, chạy lên thuyền đi. À, lên tàu đi. Không cần bọn đánh bọn này nữa. Kia có cái thằng quả tim là sao nó cứ gọi làm trống này thì chạy thôi anh ơi. Chạy. Như nào? Đi lên trên. Bên này, bên này, bên này. Ôi rồi 309 con lính. Hết rồi. Vừa cho lên 33. Hết chưa? Ồ, thật là. Hết rồi. Chúng ta đã phá đảo con ghê. Xong rồi à? Vâng. Úi chắc tôi một ở tập 2, 3, 4 nhỉ? Dạ. Rồi. Ơ, trên bàn phút cuối chả thấy có cái gì. Ừ. Có mỗi trực thăng đến xong rồi. Bay. Mình còn giờ mình mới để ý mình có thể thay đổi được cái tầm ngắm. Có cái cuối cùng thay đổi không ạ? Player game set up campaign tầm vali. Cái cuối cùng rồi, 13 rồi kinh ạ. Nó vẫn còn DLC coming soon cơ. Gì ạ? Nó vẫn còn cái DLC coming soon ở dưới kìa. Chắc đâu? Là kiểu
Tức là sau thì còn vẫn còn. Ở dưới này đây là dây cái mình xuống. Ồ, thế là ngon rồi bạn. Cái gì? Đấy, đấy, con này đây. Lá gì à? Anh quay á. À, sao còn bảo cướp cơ biết. Test thử tí này. Nó có mấy chế độ? Chế độ này nữa với lại ở chế độ Chết con mẹ, hình như mất hết gì? súng. Đây là chế độ này nó mới chỉ tính điểm danh nhưng mà tí nữa tự mình tự nhặt súng nó tự update cho mình các thứ. Đây Bảy amo này, có bảy cái giây amo thép này. Đây đây súng đây chị ơi. ở đây Snip ạ. Gì đây? Ôi giời ơi. Sniper. Xong một quay nó hồi đầy máu cho mình. Súng nào? Không có súng khác à? Tăng 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 tăng. Đấy cả. Hết súng này bắn thì mẹ nạp đạn lâu vãi. Vậy còn có mấy con nào à? Ít như là vẫn còn giữ được cái sờ kia của mình, cái mờ le của mình. Bắn phải năm, bắn cái sọ ấy, bắn năm cái sọ để cho nó bắn đầu, bắn đầu, đầu 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 rồi ớt lát kìa. Không có cái súng gì không chứ lại sao lại nhặt được loại này. Ừ, trong khoa thủ không có súng. Không có cầu có súng khác này. Mình mới kìa. Đây rồi. Có súp bi drop kìa. Đó là cái gì? Incoming. Tutorial. Armor item. Kiểu như là chạm. Hình như là nó ấy cho. Không biết là súng nó có tự update không hay là mình ấy. Nếu tự update thì mình Không. ấy cái này. Lấy cho súng của mình à? Đập 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 đập. Hãy
Ui này nó gọi là không bao giờ hết. Không biết đâu. Mấy quay ta. Biết ngay ôi, nó sẽ sau. Nhảy từ dưới đầu mình ở trên đầu mình. Địa điểm mới auto unlock. Where? Ở trên à? Ui giời. Ui. Chết cha, đi đến cuối đường. Ôi dồi ôi. Gì đây? Tràn vào một tấm này. À, thằng Thói ở đây, thằng quả tí mày ở đây hỏi là thank you.
Này lâu lắm thật, không biết là nó một cái mấy vui. Cái này nó không giới hạn. Ủa sao thế thì nói làm gì? Bạn chơi vậy nghĩ là tưởng là ít nhất là một cái map gì thì nó cũng phải cho mình là cái kiểu mình cứ đi hết cái vòng thì lại sang cái điểm mới. I'm all created. Nó phải có kiểu như mission completely. Nghe là chế độ ấy mà hot mà. Đây. Súng mình bắn được mỗi tí lại cứ phải nạp đạn khó chịu. Kinh. À, riêng lần này không thấy nó nói gì là cái ấy nhỉ. Quay này quay kia đến sang đây đây. Vậy con tiếng hét đầu game rồi. Còn lâu. Thôi, nghỉ chắc... thôi. Nghỉ thôi. Đúng.